Hai chim này. Hôm nay em sẽ nay chim áo sơ mi thắt nơ các chị nhá. Em chạy Ninh Chi nhá. Em chào cả nhà. Các chị xem live stream rồi chia sẻ rồi em ơi. Hôm nay có rất là nhiều màu hơn là các chị ạ. Em chào chị Thanh Xuân nhá. Áo sơ mi này nhà em có đủ size từ 40 đến 62 cân ạ. Các chị xem livestream rồi chia sẻ cho em với nhá. Chị nào mà chia sẻ nhiều thì sẽ được giảm giá đấy ạ. Em chưa thấy. Sáng không nhỉ? Có sáng không? Sáng à, hay là sáng rồi. Mẫu này rất là xinh luôn các chị nhá. Chất vải cực kỳ mát luôn ạ. Sáng nhỉ. Quán này ngắn quá. Nam anh ơi, chị có sơ mi nụ em nhé. Em có thích cái sơ mi này không? Đây là mẫu sơ mi nụ này. Mẫu này thì nhà chị lấy cái chấm mi trắng này nhá. Cái chấm mi trắng này là chất nụa đấy. Trắng này rất hồng này. Chạy đi mặc sáng đi.
có rất là nhiều màu các chị nhá. Chị Hồng Ngọc ơi, áo sơ mi em đang mặc có size đấy chị, nhà em có size SML chị nhá. Chị bao nhiêu cân ạ? À? Size L nhà em từ khoảng 57-58 cân đến 62-63 cân nhá chị nhá. Em có size từ 40 đến 62 cân đấy chị. Có rất là nhiều màu xinh luôn. Mẫu này kết hợp với chân váy quần baggy hoặc là đi làm rất là ok nhá. Chị Hồng Ngọc ơi, chị 55 cân ạ. Vâng, 55 cân nhà em có size chị đấy ạ. Chị chọn màu cho em đi chị. Mẫu mà nhà em mặc là màu xanh lá cây chị nhá. Đây là màu xanh dương. Đây là màu vàng nhá. Màu này thì mặc rất là sáng da luôn, cực kỳ trắng da luôn đấy. Anh Vương ơi, cái áo này nhà em bán 100 thì em có bán ạ. Vâng. Chị Hồng Ngọc ơi, em bán là 99.000 một cái thôi chị ạ. Các cái mẫu sơ mi chất như thế này thì ngoài shop bán không dưới 200.000 đâu chị nhá. Nhà em chỉ bán 100.000 thôi, là nơi số lượng thôi chị ạ. Sơ mi này rất là xinh luôn chị nhá. Em bán 99.000 một cái chị Hồng Ngọc nhá. Mua 2 cái là còn 190.000 ạ. Chị Hồng Ngọc ơi, áo này không mỏng đâu chị ạ. Mặc không lo sợ bị hở đâu chị nhá. Mẫu như em mặc cũng không thấy bị hở đâu mà chị. Cái này mặc đi làm đi chơi đều ok chị ạ. Các chị xem livestream rồi chia sẻ giúp em với nhá. Chia sẻ thì sẽ được giảm giá đấy ạ. Là chị Hồng Ngọc ơi, dạ vâng ạ. Mẫu như em mặc đây là màu xanh lá cây nhá. Chị thích màu này không? Màu này mặc, mẫu này mặc rất sang luôn. Thì em có thêm màu chấm mi trắng này nhá. Với cả đây là chấm em mặc là chấm mi đen ạ. Chấm mi đen tay dài chị nhá. Tiếp theo đây là màu hồng nhạt. Đây là màu xanh ngọc chị nhá. Anh Đồng ơi, chia sẻ livestream giúp em đi. Màu đỏ thẫm chị ạ. Màu xanh dương chị nhá. Màu vàng này. Với lại là đây là màu xanh da trời chị ạ. Em chào chị Minh Thư nhá. Anh Đồng ơi, anh định mua tặng người yêu à? À, chấm bi đen đi anh. Hình anh trêu em hay sao ấy. Anh Đồng chia sẻ livestream với em đi. Màu em mặc là màu chấm bi đen các chị nhá. Kết hợp với chân váy hoặc là quần rất là đẹp luôn ạ. Chị Hồng Ngọc ơi, đây là vải von cát chị nhá. Vải này mặc cực kỳ mát luôn mà không bị bị nóng đâu ạ. Tay dài các chị nhá, mình có thể là xắn lên để tạo tay nợ cũng rất là ok. Chị Nguyễn Yên ơi, ship Nghệ An 30.000. Hôm trước chị đặt cái baggy với cả quần chị không lấy nữa à?
30.000 thôi mà chị. Hôm nay em thêm nhiều màu nữa, chị chọn màu đi. Màu trắng này. Hôm nay em thêm màu mấy màu nữa, với cả thêm cả màu chấm bi nữa các chị nhá. Chị Hồng Ngọc ơi, màu vàng đây chị ạ. Màu vàng đây chị nhá. Màu này mặc rất là sáng tôn da luôn. Đây chất vải đây chị ạ. Chất vải này mặc rất là mát, với cả là mình giặt máy giặt thoải mái cũng không bị nhăn đâu chị nhá. Cô chị Hồng Ngọc. Còn màu nào nổi nữa không? Chị ơi, cái màu em vừa cho em vừa giơ chị xem rồi đấy, chị chọn màu đi chị, màu nào cũng đẹp mà. Sơn lại cho chị xem đi. Lại sơn, anh cứ trêu à? Em chạy viền nhá. Các chị chọn màu đi ạ. Hôm nay nhà em thêm nhiều màu chị Nguyễn Quyên ạ. Chị chọn màu đi, không nhanh hết nha. Nhà em chỉ còn ít nữa thôi, sắp hết hàng rồi. Chị Nguyễn Quyên ok, chị chọn màu đi xong em gửi hàng cho chị luôn. Tại vì cái mẫu này nhà em chắc là chỉ khoảng tầm mấy ngày nữa thôi là cắt mẫu ấy chị ạ. Nhà em sẽ ra nô khác nha chị nhá. Nếu mà chị ưng thì chị chọn luôn, không thì không còn đâu chị ạ. Dễ kết hợp đồ các chị nha, đi làm mình đi làm, mình đi chơi hoặc là đi học đều ok hết nhá. Chị Nguyễn Quyên này, áo xanh lá cây với cả chấm bi à? Chị lấy chấm bi đen hay chấm bi trắng ấy chị? Chị có lấy quần baggy hôm trước chị hỏi không? Đây chấm bi đen đây chị. Chấm bi đen đây ạ. Chị chọn màu đen hay màu trắng? Chị lấy màu trắng. Màu chấm bi trắng đây chị nhá. Chị chọn chấm bi màu gì? Chị Mai Nghiêm ơi, áo quá size chị ạ. Nhà em có size từ 40 đến 62 cân chị nhá. Chị bao nhiêu cân để em tư vấn cho chị? Có rất là nhiều màu các chị nhá. Đây là màu chấm bi trắng này, nhà em có thêm màu chấm bi đen nhân mặt nữa. Màu hồng nhạt nhá. Màu xanh ngọc đây ạ. Chị Hồng học chị Hồng Ngọc ấy, màu xanh xanh cũng xanh ở đây chị, xanh ngọc đây chị ạ. Màu này mặc rất xinh luôn chị. Màu đỏ đây nhá. Chị Nguyễn Quyên này chấm bi đen ạ. Vâng. Chị ơi vẫn gửi vào cái địa chỉ cũ như chung loại cho chị nhá. Đây là màu xanh dương các chị nhá. Đây là màu xanh đó, xanh da trời này. Còn đây là màu vàng nhá. Chị Nguyễn Quyên này áo đen chấm bi trắng. Áo đen chấm bi trắng ạ. Dạ vâng ạ. Áo đen chấm bi trắng ấy đây chị. Áo đang mặc đúng chị. Em gửi vào cái địa chỉ cũ hôm chị cho nhá.
Chị lấy xanh ngọc với vàng nhé. Chị Hồng à? Chị Hồng Ngọc ơi, chị gửi em số điện thoại để chị nhà mình chị nhá. Chị 55 cân đúng không chị? À, chị 55 cân đúng không? Cho mình xem lại chấm mi đen. À, chị Phương Huyền ơi, chấm mi đen đây chị nhá. Chấm mi đen em đang mặc đây ạ. Tay dài nhá, chị có thể là sắn lên làm tay nợ cũng được nhá. Có chị nào thích màu chấm mi đen đang mặc không? Mặc rất là xinh luôn nhá. À, chị Hồng Ngọc ơi, chị inbox cho em đi chị, để em gửi hàng cho chị luôn nhá. Tại vì mẫu này nhà em cũng sắp hết rồi. Ok chị Nguyễn Quyên nhá. Chị Nguyễn Quyên là đợt sau em ra mẫu kiểu khác chị ạ. Chị Phương Huyền ơi, em ở Lào Cai Phú Thọ nhá, chị ở đâu ạ? Cái mẫu này nhà em đang có size từ 40 đến 62-63 cân các chị nhá. Có rất là nhiều màu đấy ạ. Đây là màu vàng nhá. Màu chấm mi đen đây, màu trắng chấm mi đen. Màu hồng nhá. Màu xanh ngọc. Màu đỏ thẫm nhá các chị nhá. Màu xanh dương này. Với lại màu xanh da trời, các chị chọn màu cho em với nhá. Áo này che được khuyết điểm là chị làm bị béo bụng thì không lo bị nổi đâu ạ. Chị Nguyễn Quyên ơi, chị inbox cho em đi chị. Các chị chọn màu đi ạ. Em chào chị Nguyễn Hồ Hồng nha. Các chị xem live stream rồi chia sẻ giúp em với nha, sẽ nhận được giảm giá khi mua hàng đấy ạ. Nhà em còn ra mẫu sơ mi nhuộm này nha. Có chị nào thích màu sơ mi nhuộm nó mặc không ạ? Chị Cao Ái Vân ấy, chị lấy chấm mi đen đang mặc à chị? Chị Cao Ái Vân, chị lấy chấm mi đen em đang mặc đúng ạ? Chị bao nhiêu cân hả chị? Nhà em có mẫu sơ mi nhuộm như này các chị nhá. Có chị nào thích mẫu này không ạ? Chị cài bao nhiêu cân hả chị? Cao Vân lấy mi đen này à? Chị cao 56 cân ạ. Dạ vâng ạ, chị gửi cho em cái địa chỉ nhà mình luôn chị nhé, để mai em gọi cho chị gửi hàng cho chị ạ. Mẫu này mặc rất là thoải mái luôn các chị nhá. Chất vải mát, giặt thoải mái, không lo bị nhăn đâu mà. Lại che được khuyết điểm ở chị nào bị béo bụng nhá. Chị Cao Hải Vân ơi, béo bụng thì chị chọn mẫu sơ mi này là ok rồi chị ạ. Tại vì là nó là dáng suông ấy nên là nó sẽ che được khuyết điểm đấy.
cho các chị chọn màu đi thôi. Có rất là nhiều màu nha các chị nha. Chiếc mi đen này cực kỳ xinh luôn. Mẫu này mình mặc với chân váy hoặc là quần baggy hoặc là chân bố trí công sở rất là ok nha các chị nhá. Màu hồng đấy nha, đây là màu hồng nhạt các chị nhá. Màu xanh ngọc. Màu này thì mặc nên nó rất là nhẹ nhàng và tiểu thư các chị nhá. Màu đỏ thẫm đấy ạ. Xanh dương nhá. Xanh da trời này. Em chào chị Phạm Nga nhá. Đây màu trắng. Đây là màu vàng nhá các chị nhá. Đây là màu chấm mi trắng ấy ạ. Chị nào cần tư vấn kỹ hơn thì có thể inbox cho em nhé, để em tư vấn kỹ hơn cho mọi người ạ. Mình thân nó rất là xinh nha các chị nha. Các chị chia sẻ nhanh chim cho em đi ạ. Chị Nguyễn Quyên ơi, chị muốn xem cái quần mặc đằng sau ạ. Chị ơi quần đây, chị hôm trước chị bảo là chị lấy một cái này xong mà chị, nếu mà chị có lấy cái quần này không thì đếm gửi cho chị một thẻ luôn. Cho đỡ tốn ship ấy. Khôi quần trước đi. Cái quần này em còn một cái thôi chị ạ. Chị Cao Hải Vân ơi, hiện tại nhà em đang chạy cái mẫu sơ mi này thôi chị nhá. Còn váy thì nhà em chưa ra mẫu chị ạ. Chị Hải Vân ơi, chị gửi cho em cái địa chỉ luôn đi ạ. Chị Nguyễn Quyên ơi, không có giãn đâu chị nhá. Cái này mặc rất là thoải mái với cả dáng suông mà chị, nên là nó cũng hơi một chút thôi ạ. Ok chị Nguyễn Quyên nha, có gì em inbox cho chị nhá. Chị giọt rơi lệ ơi, ship Vĩnh Phúc là khoảng 25-30 nghìn chị nhá. Chị bao nhiêu cân, chị thích màu gì ạ? Ok chị Cao Hải Vân, em nhận được thông tin nhà mình rồi ạ. Anh Nhật ơi, anh cứ trêu em chứ anh có mua đâu. Chị Nguyễn Quyên cao 1m62-60 cân. Chị Nguyễn Quyên ơi, dạ vâng. Ok chị, em có gì em gửi đúng size chị mà. Em chào chị Nga Lê nhá. Các chị xem live stream rồi chia sẻ giúp em với. Nếu mà các chị chia sẻ nhiều thì là khi mua hàng em sẽ giảm giá đấy ạ. Nhà em có rất là nhiều màu các chị nhá. Mẫu này mình kết hợp với chân váy ấy, hoặc là quần baggy nhá. Rất là hợp luôn ạ. Chị giọt rơi lệ ơi, cái áo này không co giãn đâu chị nhá. Tại vì là nó là dáng suông ấy, thế nên là mặc cực kỳ thoải mái luôn chị ạ. Mà cái vải này nó không bị nhăn đâu chị, mình giặt thoải mái luôn, mặc cực kỳ xinh và trẻ trung luôn các chị nhá. Anh Nhật ơi, chia sẻ giúp em đi, cứ ngồi đấy mà trêu làm gì.
Chị cao ấy Vân ơi, 1m50 ạ. Cái quần này nhà em có một cái size XL thôi chị ạ. Thế bị dài nhỉ. Quyên nhắn tin này. Em thấy chị Nguyễn Quyên nhắn tin rồi nhá. Chị Quyên nhé. Ok chị Nguyễn Quyên nhá, lát em sẽ vào inbox cho chị ạ. Các chị ơi, các chị xem livestream rồi các chị chia sẻ giúp em nhá, cho mọi người xem là đông vui. Nhà em có thêm cái mẫu sơ mi nụa như này các chị nữa các chị nhá. À, chị Cao Hải Vân ấy áo là 99.000 ạ, mua hai cái là giảm còn 190.000 nhá chị nhá. Nhà em còn thêm cái mẫu áo sơ mi nữa này nữa, có chị nào thích không ạ? Mẫu mà cực kỳ trẻ trung luôn ạ. Chị Cao Hải Vân thêm đỏ. Chị Cao Hải Vân ơi, chị lấy một chị lấy thêm màu đỏ nữa là chị lấy tổng hai cái sơ mi đúng không chị? Có thêm cái đỏ hôm nay mà không? Đỏ đỏ là cái mẫu chị lấy cái này ạ à, chị hay là cái nào? Chị lấy cái này à? Hay là chị mặc cái chị lấy cái em mặc là cái sơ mi nụa này. Em 20 tuổi mà có nhìn già lắm không chị? Tự Vân với em với. Ôi chị giọt nệ rơi ơi, cái mẫu này không trẻ, không già đâu chị ạ. À. Cái mẫu này mặc trẻ trung mà chị yên tâm, em cũng hơn 20 tuổi em vẫn mặc bình thường mà. Giọt nên rơi lại em mặc thoải mái nhá. Tại vì nó thiết kế cái cổ nó là buộc lơ, thế nên là nhìn nó rất là trẻ trung luôn. À, chị Cao Hải Vân ơi, chị lấy thêm thêm màu mẫu sơ mi nụa em mặc đúng không ạ? Chị lấy thêm cái này nữa đúng không? Còn mẫu này nữa các chị nha, có chị nào ưng mẫu này không? Nhà em cũng bán mẫu này là 99.000 một cái thôi nhá. Chất nụa thì cực kỳ mềm luôn, mặc thoải mái lắm ạ. Cùng mẫu khác màu. À chị Ái Vân này. Chị Ái Vân lấy cái này đúng không chị? Dạ vâng, em biết rồi chị nhá. Thế thì chị lấy Vân lấy rồi à, hai áo nhi miễn ship cho em không chị? À, chị giọt nệ rơi ơi, hai áo thì em giảm còn 190.000 thôi chị nhá. Tại vì tiền ship thì cũng rẻ ấy chị, không đáng bao nhiêu đâu ạ. Chị ở đâu ạ? Nhà em ship toàn quốc khoảng tầm 25-30.000 thôi chị nhá. Cái này của chị có Vân rồi đúng không? Để em... còn mẫu sơ mi nụa các chị nhá, có chị nào ưng mẫu này không? Mẫu này cũng rất là đẹp nhá. Chị Trần Huệ ơi, em có thấy chị nhá, chị cần tư vấn gì không chị? À, chị ở Vĩnh Phúc ạ, à. Vĩnh Phúc thì ship khoảng 25-30.000 thôi chị ạ. À. Chị chọn hai màu đi để em gửi hàng cho chị. Chị bao nhiêu cân nhỉ? À, chị Tham Nguyễn ơi, chị chấm mi đen ạ. À. Chị ơi chấm mi đây chị nhá. Chị ơi đứng mặt nỗi. Đây là mẫu chấm mi đen đây chị nhá.
Mặc lên thì sẽ như chị mẫu như đang mặc đấy chị ạ. Mẫu này thì mặc rất là xinh luôn. Đây nhá, chấm bi thì nhà em có hai màu là chấm bi đen với chấm bi trắng. Chị thích màu chấm bi nào? Chứ đây là chấm bi trắng chị nhá. Đây là chấm bi đen này chị này. Em cao 150-152 cân. Chị giọt nệ rơi ơi, nhà em có sai cho chị đấy ạ. Chị chọn màu đi để em gửi hàng cho chị. Chị Thăm Nguyễn ơi, chị 46 cân ạ. 46 cân chị mặc size S chị nhá. Chị lấy màu màu đen, chấm bi đen, chấm bi trắng ạ. Mi ơi Mi, cậu chia sẻ giúp tớ đi. Phủ Phạm Xuân, mình 52 cân mặc size nào? Chị Xuân đây 52 cân, chị mặc size M chị nhá. Chị thích màu gì để em gửi hàng cho chị? Chị cái chấm bi trắng với áo bạn gái kia mặc nhé. Chị ơi, chị Tham ơi, Tham Nguyễn ơi, chị lấy cái màu xanh lá cây này với lại là màu chấm bi trắng đây à chị? Chị gửi em số điện thoại địa chỉ nhá. Chị giọt rơi nệ ơi, không miễn gì đâu chị nhá. Em chỉ có thể giảm một chút thôi, tại vì hai cái đã giảm còn 190.000 rồi. Ship nhà em không miễn nợ, tại vì em bán cái này nó rẻ, nó cũng chẳng lại đáng bao nhiêu ấy chị. Chị Xuân đây, Xuân đây, cái áo này nhà em bán 99.000 một cái ạ. Mua hai cái là 190.000 chị nhá. Chị ơi, hiện tại nhà em đây có, đây là màu chấm bi trắng này. Chấm bi trắng đây chị nhá. Đây là chấm bi đen. Màu hồng nhạt. Màu xanh ngọc. Màu xanh dương ạ. Ok, chị nợ tâm trang nhá, chị chọn màu cho em đi chị. Đây là màu xanh da trời nhá các chị nhá. Đây là màu vàng ạ. Mẫu nhà em mặc là màu xanh lá cây các chị nhá. Nhà em có size từ 40-62 cân. Chị Lợi ơi, chị Lợi tâm trang cho chị bao nhiêu cân hả chị? Chị giọt rơi lệ ơi, chị yên tâm đi, cái mẫu này em chọn sai chị là ok rồi. Trước khi gửi em cũng sẽ gọi điện tư vấn thêm một chút nữa cho chị, cũng như là chiều cao cân nặng thì chị nếu mà muốn chọn đúng sai ấy thì chị cứ ghi rõ ở comment để em nhặt chuẩn cho chị nhá. Còn nếu mà trong trường hợp mà nếu chị không vừa thì được chị nhá. Chị Tham Nguyễn lấy màu xanh ngọc và xanh lá cây ạ. Chị Tham Nguyễn 46 cân đúng không chị? À chị ơi, chị à thôi. Chị Thao Nguyễn ơi, chị gửi cho em địa chỉ nhà mình nữa chị nhá. Em 47 cân mặc size nào? Chị nợ ơi, chị mặc size S ạ. Chị nợ chọn màu đi chị, nhà em có nhiều màu, toàn những màu hot thôi chị ạ. Có một vừa chỉ có một size là đấy mà đấy. Đấy thay lò có một size màu nữa. À chị 46 cân ạ. Vâng ạ, ok chị Thao Nguyễn nhá. Chị giọt rơi lệ ơi, chị nhắn tin cho em rồi, chị có gì tí em vào em nha, check tin nhắn nhà mình nhá. Các chị xem livestream rồi chia sẻ giúp em với nhá. Cho mọi người cùng xem nhiều cho đông. Ok chị Tham Nguyễn nhá, có gì trước khi gửi hàng thì em sẽ gọi để cho chị ạ.
À, chị Lợi ơi, chị yên tâm đi, nhà em nhà chuẩn sai chị mà, trước khi gửi em cũng sẽ tư vấn sai cho chị, nên là chị yên tâm nhé, trong trường hợp nếu mà chị không vừa thì được chị nhá. Chị Thăm Nguyễn ơi, cái này không mỏng đâu chị ạ. Mặc kín đáo luôn chị ạ, nhưng mẫu nhà em mặc đây chị có thấy nó bị mỏng hay là hở quá đâu, chị nhìn bình thường mà, không không hở đâu chị yên tâm. Cái này nhà em chọn vải rất là kỹ mà, phần lớn là chọn cho các chị mà đi làm rồi ấy, thì là mặc cho kín đáo ấy, nên là chị không phải lo về vấn đề là mình mặc sẽ bị mỏng quá đâu chị nhá. Mẫu này thì dáng suông, thế nên là các chị làm mà bị béo bụng hoặc là mới sinh em bé thì sàng có thể tham khảo mẫu nhà em nhé các chị nhé. Mẫu này không bao giờ mình sẽ che được cái khuyết điểm là bị béo bụng nhé các chị nhá. Chất vải rất là mát luôn, các chị cứ quay máy thật thoải mái luôn, không bao giờ bị nhăn đâu ạ. Chị Lợi ơi, Phú Thọ ship khoảng tầm 25.000 thì chị ạ. Chị Lợi ơi, chị chọn màu đi để em gửi hàng cho chị. Nhà em còn những màu toàn màu hot thôi, chị yên tâm nhé. Chị chọn nhanh không có em sợ nó sẽ hết màu đẹp đấy ạ. Nhà em có sai chị Lợi đấy. Chị giọt rơi nệ ơi. Đây chị, nhà em đây có màu, đây là màu màu đỏ, như cái màu đỏ nhà em chỉ còn size nhỏ thôi. Chị nệ bao nhiêu cân nhỉ? Bị trôi mất tin nhắn rồi. À, chị giờ dây lệ 62 cân ạ. 62 cân vừa không? 62 cân. Chị ơi, chị với cái cân nặng nhà mình thì bây giờ chị có thể tham khảo cái màu xanh ngọc này nhá. Màu xanh ngọc này, màu xanh dương. Màu xanh dương ạ, đây là màu xanh da trời nhá. Màu vàng. Màu chấm bi trắng. Chấm bi trắng ạ, chấm bi đen. Chấm bi đen với hồng chị nhá. Có rất là nhiều màu chị lựa chọn luôn. Chị chọn màu gì à chị Lệ? Em 20 tuổi mặc vừa không chị? Chị ơi, chị 20 tuổi mặc thoải mái mà. Cái mẫu này nói chung là nó rất là trẻ trung, nên là không lo bị già đâu. Tại vì là nó thiết kế cái cổ thắt nơ này, thế nên là mặc bao giờ nhìn cũng trẻ trung mà không bao giờ mình sẽ bị già hơn đâu nhá. Em còn mẫu sơ mi lụa như này các chị nhá. Em bán cái mẫu này cũng chỉ 99.000 một cái thôi nhá. Mua hai cái là 190.000. Có chị nào cũng thích mẫu em đang mặc không? Mẫu này mặc đi làm đi chơi đều ok đấy ạ. Sơ mi này vải lụa rất là mềm nhá các chị nhá. Không nhăn mà mềm, cực kỳ mềm luôn, mặc rất là thích nhá. À, chị giáo dây nệ lấy màu rêu với và màu trắng chấm bi ạ. Màu chị lấy màu mẫu đang mặc đúng không chị?
Chị là màu xanh lá cây với lại màu trắng chấm bi à chị? Trắng chấm bi là cái màu đây. Màu đây ạ. Trắng chấm bi đây chị nhá. Chị gửi em xuống địa chỉ nhà mình luôn nhá. Chị Emily Trần ơi, đen trắng chấm bi 49 cân vừa không? À, chị Trần ơi, cái này có vừa chị nhá. Nhà em có size từ 40 đến 62 cân chị ạ. Chị yên tâm này, nhà em có size vừa chị nhá. Chị bảo là sầu ở địa chỉ chưa? Chị Lệ ơi, chị gửi em số điện thoại và địa chỉ nhà mình luôn nhá. Chị Hà Lini ơi, áo này em bán 99.000 một cái nhá. Mua 2 cái là giảm còn 190.000 ạ, có đủ size từ 40 đến 62 cân nhá. Chị bao nhiêu cân ạ? Mẫu này mặc cũng rất là xinh đấy. Thiết kế là tay dài, chị nào mà muốn mặc tay nỡ thì mình có thể sắn lên nhá. Thử áo đen đi bạn. Chị Trần ơi, áo đen hả chị? Vâng, chị đợi em một chút chị nhé, để em thử cho chị xem luôn. Áo đen chấm bi trắng 53 cân vừa không em? À chị Nhung ơi, có chị ạ, nhà em có size từ 40 đến 62 cân đấy chị. Em thử mẫu đen chấm bi trắng cho chị xem luôn nhá. Đây nhá các chị nhá, màu đen chấm bi trắng đây. Thiết kế là tay dài các chị nhá, mình có thể là sắn lên tạo kiểu khác bị mình làm tay lỡ nhá. Chị Dương Kim Xuyến em bán là 99.000 một cái chị nhá, mua 2 cái tổng cộng 190.000 ạ. Đen chấm bi trắng đây các chị nhá. Cổ đằng sau bình thường nhá. Chất vải rất là thích luôn các chị ạ. Cái này mình giặt thoải mái không bao giờ nhăn luôn. Tại vì là thiết kế là chất vải von cát đấy ạ. Vải cứng thích luôn nhá. Chị Nhung ơi, chị đợi em một chút em thử áo vàng cho chị xem nhá. Áo vàng đi. Áo vàng thì đợi em một chút nhá chị nhá. Nhà em có rất là nhiều màu các chị chọn đi. Cái này mình mặc với chân váy như em mặc, hoặc là kết hợp cho cái Gucci này mình mặc đi làm, hoặc là còn baggy thoải mái luôn các chị nhá. Kết hợp được rất là nhiều kiểu luôn ạ. Có size từ 40 đến 62 cân ạ. Nhà em có thêm màu xanh ngọc như này nhá. Màu xanh ngọc này, màu xanh da trời, xanh là cây này, màu hồng nhá. Chị Nhung đợi em một chút nhá, mẫu em đang thay màu vàng cho chị xem rồi đấy ạ. Màu hồng nhá các chị nhá, đây là màu chấm bi trắng. Đây là màu xanh dương nhá các chị nhá, có đủ size từ 40 đến 62 cân. Rất là xinh luôn đấy ạ. Chị nào mà mua xỉ thì inbox cho em nhá. Nhà em được xỉ thử 5 cái rồi ạ. Em chào lại cô chủ nhỏ nhá. Mẫu này mặc cực kỳ trẻ trung luôn. Với thiết kế là dáng suông, áo dáng suông. Thế nên là sẽ che được khuyết điểm chị nào bị béo bụng nha các chị nhá.
À, chị Bích, chị ơi em không có là body đâu chị nhá. Đây chị ơi, chị Nhung ơi, màu vàng đây chị ạ. Màu này thì mặc rất là tôn da luôn chị nhá. Chị nào mà da hơi ngăm ngăm một chút thì mình có thể là chọn màu này đấy, mặc rất là hợp. Mặc rất là xinh mà nhìn tôn da hẳn luôn, các chị thấy không ạ? À, chị Thanh Hải ơi, chân váy em không bán chị nhá. Chị Bích Chi em không có đầm body đâu chị ạ. À, chị Hà Linh ơi, quần này nhà em hết rồi nhá. Em bán sơ mi thắt nơ này thôi ạ. Chị em vừa hỏi màu vàng đấy. Chị Nhung hỏi màu vàng đây, chị tham khảo màu vàng đi. Chị Nhung ơi, màu vàng đây ạ. Chị Thanh Hải ơi, áo này em bán 99.000 một cái nhá chị nhá. Mua hai cái là còn giảm còn 190.000 ạ. Chị Nhung ơi, 53 cân vừa áo vàng không? Chị Nhung ơi, nhà em có size chị đấy chị nhá. Áo vàng nhà em còn đủ size từ 40 đến 62 cân ạ. À, chị lấy mà chị chốt màu vàng này thì chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn chị nhá. À, chị Lợi lấy một áo chấm mi đen và một áo xanh lá cây. À, chị Lợi bao nhiêu cân đấy chị nhỉ? Chị vừa như chị vừa bảo mà em bị cho bên tin nhắn của chị rồi. Em chào chị Cà Rốt nhá. Chấm mây đen à, chị lấy cái áo này em đang mặc đúng không? Áo chấm mây đen đây ạ. À, có phải áo này không chị? À, chị Lợi 47 cân. À, chị Lợi 47 cân thì nhà em còn đủ sao chị đấy chị nhá. Chị Nợ ơi, chị gửi em tới địa chỉ nhà mình đi chị. Chị Nhung gửi chị áo vàng nhé. Chị Nhung ơi, chị gửi cho em cái địa chỉ nữa chị, em mới thấy số điện thoại thôi ạ. Ok chị Nợ ơi, chị gửi cho em thông tin với địa chỉ để em gửi qua bưu điện chị nhá. Ok chấm bị đen, dạ vâng, ok chị Lợi nhá. Màu em mặc là màu chấm mi đen các chị nhá. Có còn chị nào thích màu em đang mặc không? Đây ạ, chất vải tay dài nhá các chị nhá, có cúc bấm ở đây này. Mình có thể là sắn lên để tạo thành áo lỡ. Cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Còn chị nào thích màu chấm mi đen mặc không? Lên cho các chị xem thử. Và mẫu nhà em sẽ sắn lên nhá chị nhá. Màu sắn lên cũng rất là dễ luôn này. Xinh lắm. Chị Trần lấy đen chấm mi trắng. À chị, em mi Trần ơi, chị lấy cái áo này đúng không chị? Em nhận được thông tin số điện thoại địa chỉ của chị em mi Trần rồi nhá. Em quay lại cái áo đen chấm áo chấm mi đen đây ạ. Áo rất là xinh luôn các chị ạ. Dơ các màu các kiểu đi bạn. Là chị Hương Trần ơi, em áo đang mặc có size ạ. À, nhà em có size từ 40 đến 62 cân chị nhá. Đây. Đây là chấm mi đen đây ạ. Ok chị cô chủ nhỏ nhá. Này, màu em đang mặc là màu chấm mi đen này. Đây là màu xanh lá cây. Xanh lá cây nhá. Có chị nào ưng màu này không? Màu xanh da trời nhá chị nhá. Đây là màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc đây ạ. Màu xanh dương nhá. Màu chấm bi trắng. Đây là màu hồng nhá, màu hồng nhạt. Mẫu như em mặc là màu vàng nhá các chị nhá. Chị Hương Trần mặc size N. Ok chị Hương Trần, chị Hương Trần ơi, chị lấy màu gì à chị Hương Trần? Chị Lợi ơi, màu mẫu nhà mình là bao nhiêu cân? Chị Lợi ơi, mẫu nhà em 52 cân chị ạ. Nhưng mà nói chung là chị cứ cho em thông tin về chiều cao cân nặng để em tư vấn size nhé. Tại vì là chiều cao nó khác nhau nên mặc size khác nhau đấy ạ.
Chị em ơi Trần ơi, cái áo sơ mi kẻ là em gửi cho chị rồi đấy ạ. Không biết bưu điện chưa gọi cho chị à chị? Ok chị Nhung nhá, em cảm ơn chị nhá. Vâng ạ, chị cô chủ nhỏ ơi, hiện tại nhà em còn khoảng gần chục màu như em dơ, chị xem nhá, chị ưng màu nào thì chị chốt cho em luôn nhá. Mẫu này mặc kín đáo với cả trẻ trung, các chị em công sở hoặc là học sinh sinh viên đều mặc ok hết ạ. Kết hợp với chân váy bút chì này, chân váy xòe, quần baggy hoặc quần bò đều ok nhá. Rất là dễ mặc luôn các chị ạ. Không lo bị hở đâu nhá các chị nhá. Có chị nào muốn em thử màu gì các chị mặc xem không thì để em thử luôn. Cái này thì mình giặt thoải mái không bao giờ nhăn đâu các chị ạ. Vải này không bao giờ nhăn nhá. Mét 50-47 cân, bình thường mặc size M. À chị Lợi ơi, dạ vâng ạ, cái size nhà chị thì chị với cân nặng của chị thì em có size chị đấy, chị chọn màu đi để em gửi hàng cho chị. Chị 47 cân thì chị em có thêm màu này không chị nữa nhé, màu mới đây là màu đỏ. Đỏ thẫm đấy ạ. Màu hồng chị nhé. Màu trắng, chấm bi trắng đây. Màu xanh dương nhé. Xanh ngọc chị nhá. Đây là màu xanh da trời ạ. Da trời. Chị Nhung Trần gửi cho chị màu vàng, nếu mặc vừa chị lấy hai cái đen và trắng. Ok chị Nhung Trần nhá. Có gì trước khi gửi em sẽ gọi điện cho chị nhá. Chị Nội ơi, chị lấy chị Nội ơi, chị lấy màu gì chị nhở? Chị Nội chốt màu gì ạ? À chị Hương Trần ơi, em đứng gần. Ok chị Hương Trần nhá. Chị Hương Trần ơi, đây màu đen đây chị. Đây chị nhá. Chị có nhìn rõ không ạ? Đây là tay dài nhá. Mẫu màu chấm mi đen này rất là xinh luôn chị ạ. À chị Lợi Tân Trang, chị lấy chấm mi đen và xanh lá cây. Ok chị Lợi nhá, chị chốt hai màu là xanh lá cây và chấm mi đen đúng không ạ? Còn chị nào thích màu chấm mi đen mặc không ạ? Các chị có thể là sắn lên làm tay nỡ cũng được nhá. Hương Trần cho chị cái đen size L. Chị Hương Trần ơi, chị bao nhiêu cân ạ? Chị chốt hàng thì chị gửi em số điện thoại chị luôn chị nhá. Đây nha chị nhá, mình có thể sắn lên như này tạo tay lỡ rất là xinh luôn các chị ạ. Đây, sắn lên làm tay lỡ này. Chị Lợi chấm mi đen và xanh lá cây. Ok chị Lợi nhá. Chị Trang Hà ơi, áo này em bán là 99.000 một cái nhá. Mua 2 cái tầm khoảng 190.000 ạ. 3 cái là 280.000 các chị nhá. Chị làm chia sẻ livestream nhiều giúp em thì em sẽ giảm giá đấy ạ. Chấm mi đen đây nhá. Màu này mặc cực kỳ tôn da luôn, dễ kết hợp đồ. Hoặc là mình bỏ ra làm tay dài nhá. Ok chị Hương Trần nhá, 57 cân nhà em có size cho chị đấy ạ. Rất là xinh luôn các chị nhá. Chị Trang Hà ơi, áo này em bán là 99.000 một cái nhá, mua 2 cái là giảm còn 190.000. Chị Trang Hà bao nhiêu cân, chị thích màu gì để em tư vấn cho chị. Mẫu này vừa mặc trẻ trung mà lại kín đáo nhá các chị ạ. Chị Trang Hà 54 cân ạ. À, chị ơi 54 cân nhà em có size chị đây nhá. Chị chọn màu giúp em đi chị. Sơ màu chị xem này. Ok.
cỡ M. Chị ơi, nhà em có màu chấm mi trắng đây. Chị Hương Trần muốn xem thêm màu đỏ chấm mi trắng, chị đợi một chút nhá. Đây là màu chấm mi trắng này, màu hồng, màu xanh dương này, đây là màu xanh dương nhá chị nhá. Màu hồng, màu xanh ngọc, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây nhá, màu xanh da trời nữa chị nhá. Đây em màu mặc là màu chấm mi đen đấy ạ, chấm mi đen đây chị nhá. Cho chị xem thêm màu đỏ chị Hương Trần. À chị Hương Trần ơi, màu đỏ thì nhà em hẹn màu nhập đỏ, nhà em hết size chị rồi nhá. Chị Hương Trần muốn chọn thêm màu gì không ạ? Chị lấy thêm một cái chấm bi nữa đấy. Chị Hương Trần chọn thêm màu chấm bi đen đã đi, đẹp mà. Mua chấm mi đen. Ok chị Trang Hà nhá, chấm mi đen đây chị. Chị Hương Trần. À chị Trang Hà chốt hàng thì cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Đây chấm mi đen đây ạ. Có chị nào chốt màu chấm mi đen em đang mặc nữa không ạ? À? Màu này mặc rất xinh luôn này. Em lấy chấm mi đen và trắng, em cao 1m50, 62 cân. Ok chị giọt rơi lệ nhá, chị giọt lệ rơi chốt màu chấm mi đen và chấm mi trắng ạ. Chị Hương Trần, ok chị Hương Trần nhá, chị inbox cho em luôn nhá. Để em check hàng cho chị sớm ạ. À, chị Thủy Lê ơi, em bán là 99.000 một cái. Mua hai cái là giảm còn 190.000 chị nhá. Nhà em có rất là nhiều màu, hiện tại nhà em còn gần 10 màu nha các chị nhá. Chị Thủy Lê bao nhiêu cân để em tư vấn cho chị? Ok chị Trang Hà nhá, chị Trang Hà ơi, chị cho em xin số thêm cái thông tin địa chỉ nhà mình được không ạ? Chị Trang Hà lấy một chấm mi đen đang mặc ạ. Chị Anh Lê ơi, áo này em bán là 99.000 một cái nhá, mua hai cái giảm còn 190.000, ba cái là 280.000 các chị nhá. Nhà em ship toàn quốc, xe toàn quốc luôn ạ. Ok chị giọt rơi lệ nhá. Ok em lấy chuẩn sao chị đấy ạ. Chị Thủy ơi, ship con tum khoảng tầm 30.000 nhá chị nhá. Tại vì do cái áo này nhà em nó rất là nhẹ nên là tiền ship nó rẻ lắm các chị ạ. Các chị yên tâm nhá, không phải lo về vấn đề tiền cước đâu ạ. Chị Thủy Nê thích màu gì ạ? Để em dơ kỹ cho chị xem cho dễ. Áo này nhé, em may đường may rất là cẩn thận, tem mác đàng hoàng luôn các chị yên tâm nhé. Không phải là như mấy hàng xưởng nhìn nó đường may nó cứ bị sâu xấu hay là không đều đâu ạ. Nhà em từ cái khâu chọn lựa vải với cả lá may rất là kỹ nữa các chị yên tâm nhá. Ok chị Trang Hà nhá. Các chị chốt hàng thì cho em số điện thoại địa chỉ cân nặng cùng màu sắc trên cùng một comment để em dễ chốt hàng nhá. Cái mẫu này thì các chị không lo sẽ bị hở đâu nhá. Tại vì là nhà em đã mặc thử qua thử rồi nên là rất là ok luôn. Không sợ bị nổ áo trong đâu các chị nhá. Thử màu gì nhỉ? Xem màu gì còn nhiều. Màu xanh dương đi thôi. Màu còn lấy đi. Màu này á? Hơi sâu. Màu còn
Con xanh này đến lại mặc cho các chị xem. Đã lại mặc vào lấy đâu. À, xem cái hồng với cái vàng. À, chị Thủy ơi, cái màu hồng chị ơi. Màu vàng thì là mẫu nhà em đang mặc đấy ạ. Còn màu hồng thì đây chị nhá, màu hồng đây ạ. Chị Thủy ơi, chị bao nhiêu cân ạ? Đây màu hồng chị ơi. Những mẫu sơ mi họa tiết nhí như này thì mình mặc lên rất là xinh mà cũng rất là dễ kết hợp đồ nha các chị nhá. Đây là màu xanh da trời nha, có chị nào thích màu đang mặc không? Dạ dạ. Màu này thì nhìn rất là xinh luôn. Đây nha các chị nha, màu xanh da trời đây. Có chị nào chốt màu xanh da trời này không? Chị Tam Mao ơi, nhà em không có đồ nam đâu chị nhé, nhà em chỉ chuyên đồ nữ thôi ạ. Đây là màu xanh nhá, màu xanh da trời, rất là xinh luôn ạ. Mặc nhìn trẻ trung nhá các chị nhá. Ôi cái này là con nick con trai rồi. Màu xanh đây các chị nhá. Có chị nào chốt màu xanh này không? Màu xanh đây rất là xinh luôn này. À, chị Thủy ơi, đây là chất von cát chị nhá. Vải này thì có ưu điểm lớn nhất là nó mặc mát, thoáng mát, với cả là quay máy là thoải mái, là không bao giờ bị nhăn đâu ạ. Chị Đoan Dương ơi, quần nhà em hết rồi chị nhá. Nhà em không bán quần đâu, chỉ có sơ mi thôi ạ. Chị Vũ Hải Huy, quần nhà em hết rồi nhá. Em đang bán mẫu sơ mi này thì các chị có rất là nhiều màu luôn. Màu mặc là màu xanh da trời nha. Có chị chốt là màu này không? Màu này nhìn hoa nhã nhặn nha, mặc trẻ trung. Chị lấy màu khác đi. Chị Thủy Lê kìa, cho một cái màu hồng. Chị Thủy lên lấy một cái màu hồng ạ. Chị Thủy ơi, chị bao nhiêu cân ạ chị? Chị cho em xin cân nặng với chiều cao nhà mình luôn nhá. Chị Thủy gửi số lượng địa chỉ nhá. Có rất là nhiều màu đấy các chị ạ. Nào, chị Thủy 53 cân mét 58, ok chị Thủy nhá. Chị cho em xin thông tin nhà mình để gửi bố điện cho chị nhá. Mặc lên rất là trẻ luôn ạ, trẻ trung luôn nhá. Màu em mặc là màu xanh da trời các chị nhá. Chất liệu thì thoáng mát luôn ạ. À, chị Thủy ơi, chị cho em số điện thoại để chỉ đi chị. Nhà em còn thêm mẫu sơ mi lụa này nữa các chị nhá. Có chị nào chốt màu có chị nào thích màu
mẫu này không? Này quá. Chị heo ngốc ơi, quần này nhà em hết rồi ạ. À? Nhà em bán áo thôi chị nhá. Chị nợi áo nhà mình form rộng thì gửi cho em cỡ S chị nhé. À, chị ơi, em sẽ chọn size vừa với cân nặng của chị nhá, chị yên tâm. Áo này form cũng bình thường nhá. Có chị nào thích mẫu sơ mi nhà chị mẫu em đang mặc không ạ? Mẫu này nhà em cũng có size từ 40 đến 62 cân các chị nhá. Chị heo ơi, chị heo ngốc ơi, nhà em hết quần rồi ạ. Nhà em bây giờ còn áo thôi nhá chị nhá, nhà em bán áo thôi ạ. Chữa mở máy đi. Em bảo này. Ok chị nợi nha. Em mặc đây là mặc màu hồng nha các chị nhá. Đẹp thế chứ. Ok. Đây là màu hồng nha các chị nhá. Có chị nào thích màu hồng em mặc không? À, chị nào muốn tư vấn kỹ hơn thì inbox cho em nhá, em chào cả nhà nhá. Em chào mọi người đã xem livestream của em ạ.